Xin chào bạn Bin. Hôm nay bạn Bin cùng với mẹ đi siêu thị mua xúc xích nha các bạn nha. Đây, sạp xúc xích đây quá trời loại luôn. Con nào? À, con có đó không? Đó luôn hả? Ồ, quá trời. Wow, đủ loại luôn. Này là gì vậy bạn Bin? Xúc xích bò. Xúc bò chứ. À, đây là xúc xích bò nha. Mình mua về mình làm bò bít tết ăn. Đi để đẩy qua một vòng cho các bạn coi đi. Quá quá trời xúc xích luôn, trong này đủ loại xúc xích luôn. Quá. Bịch này màu gì? Xúc xích này bịch này màu gì? Không. Không hả? Ôi, tôi dễ thương quá. À, Bin có Doraemon nữa kìa. Không. Thấy không? Lấy luôn. Quá. Quá. Thôi xúc xích cái có nguyên hình con heo luôn á Bin. Con heo. Thấy không? Đây, mình đi vòng ở đi, mình đi vòng ở đi ha, còn nhiều lắm, mình lựa từ từ thôi, sữa chua quá trời luôn kìa Bin. Đó, đây là xúc xích lắc nha, xúc xích lắc nha các bạn nha. Lấy luôn hả? Ủa, bạn Bin thích ăn xúc xích quá trời. Ôi, bên đây hết xúc xích rồi. Quay ngược lại nha. Ôi, kìa em kìa. Kìa mắt. Rồi, con. Đủ rồi, mẹ mua vô đây xúc xích đủ rồi nha. Đủ nữa hả? Rồi mua xúc xích nhiều dữ hả Bin? Mua về à, làm đủ món luôn nha. Mua xúc xích chiên, xúc xích nướng. Hả? Nào đó. Bên này màu gì? Màu trắng biển. Màu trắng. À rồi, bạn Bin mua quá trời xúc xích luôn. Bạn Bin thích ăn xúc xích rất nha các bạn. Wow, đủ loại luôn, xúc xích lắc nữa. Kia. À, qua lấy Bin con bên kia nha. Ủa, này nhiều quá. Ủa, xúc xích này xúc xích bò hay sao có hình con bò nè con Bin ơi. Bò. Đây mày coi thử cái xúc xích thiệt. À, xúc bò nha. Cái con bên kia. Wow, ở đây cũng xúc xích nhiều quá nè các bạn ơi. Đủ loại xúc xích luôn. Này mình mua về mình nướng nha. Xúc xích này mua về nướng chiên nha cũng ngon á. Nó phải về cái chiên nữa nha, bạn Bin chiên nhắm tương. Chiên. Qua không? Ăn hả? Nghe nó sẽ Bin bịch nha. Lạnh không? Không. Lạnh. Mát quá. Mát quá hả? Mát quá. Đây, 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 bên đây nha. Bỏ ở đây à. Đây, đây, đây. Đây là toàn là sữa. À, có một người nữa nè. U mai á, bạn Bin. Đây. Chua chua chua. Đây nha. Chua. Thế à, rồi đi thôi. Đi thôi.